Chào mừng anh chị em đã quay trở lại kênh nhà được VIP. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến chị một chiếc máy lọc nước ion kiềm, hay còn gọi là máy lọc nước điện giải hoặc là gọi là máy lọc nước Kangen nhé. Chiếc máy này là hàng nội địa Nhật Bản, điện 100V, hãng Lechino, model là TK8030. Con máy này mới 100% nhé. Tuy nhiên thì nó là năm sản xuất thì nó chỉ khoảng 2.5 đến 2.7 đó thôi. Lát em sẽ bóc ra cho anh chị xem năm bao nhiêu nhé. Nhưng mà nó là hàng mới 100% chưa dùng. Một số anh chị thì thắc mắc là sao năm sản xuất nó lâu như vậy mà nó vẫn chưa dùng, thì tức là người ta chưa dùng thì nó là chưa dùng thôi chứ chả có gì cả. Giống như đời 29, 20, 21 mà anh chị dùng rồi thì tức là nó vẫn dùng rồi nhé. Còn có những sản phẩm thì rất lâu rồi nhưng mà họ vẫn để nguyên chưa dùng. Có một số con đời 2000, 1999 nữa thế, có những đời cơm ấy, nên anh chị nếu mà anh chị hay xem video bên em thì anh chị sẽ biết nhé. Hôm nay thì em sẽ báo giá đầy đủ tất cả mọi chi tiết của chiếc máy này, những cái phụ kiện lắp đặt như lọc thô này, dây van dẫn này, rồi thì mấy khóa mở nước này, rồi thì cái này là cái van chia nước đầu nguồn này, đổi nguồn điện 100V này, máy này, cái này là cái vòi khóa chuyên dụng cho cái máy ion kiềm không có vòi ở bên trên. Chiếc máy này thì là hàng nội địa Nhật Bản nhé, điện 100V này. Thông số kỹ thuật của con máy này là 3 tập điện cực. Độ pH tạo ra được thì nó sẽ tạo ra từ mức khoảng 4.5 hoặc 4 chấm gì đó đến khoảng 10 chấm là cao nhất. Nói lọc là 6.000 lít. Nói lọc này anh chị thì mua mới bên em có sẵn nhé. Nói lọc này giá thì nó khoảng trên dưới 2 triệu tùy từng thời điểm, nó rất là rẻ. Đây là em bán nói lọc nguyên bản của hãng và nói lọc cao cấp. Nói lọc cao cấp nó lọc được 17 hay 19 chất gì đó. Máy mới 100%, đây dây dẫn đi nhé. Cái này thì nó sẽ có hai đầu dây này. Một đầu dây lõi màu trắng này thì nó là dây nước ra để sử dụng này. Dây lõi màu đen này nó là dây nước cấp vào máy này. Còn cái dây nhỏ này là dây nước thải. Chiếc máy Lechino TK8030 này thì đây em sẽ mở ra cho chị xem luôn nhé. Con này mới 100% thì cũng khá là khó kiếm nhé. Tại nhiên đây mình sẽ xem năm sản xuất luôn. Đây, con này năm sản xuất của máy ion kiềm thì anh chị thường thường mình sẽ xem ở trên dây điện nhé. Dây điện nó vẫn còn đây, còn bọc nguyên này. Con này sản xuất năm 2007 anh chị này, đấy em đoán chuẩn luôn, 2007 đây. 2007 nhá. Nói lọc là 6.000 lít, màn hình đèn LED, con này có giọng nói luôn. Đấy, độ pH thì đây ví dụ nút này, nút 5.5 này. Nước trung tính 5.5 để rửa mặt, làm đẹp da này, chăm sóc da, dưỡng ẩm. Nước trung tính pha sữa, uống thuốc dùng cho em bé này, dưới 2 tuổi này. Nước 8.5 uống làm quen với những người chưa uống nước ion kiềm bao giờ thì mình uống làm quen tuần đầu tiên. Tuần thứ 2 mình uống nước số 2 là 9.0. Tuần số 3 mình uống nước từ tuần số 2 trở đi thì mình sẽ uống, bắt đầu qua tuần thứ 2 mình sẽ uống nước 9.5 nhé. Nước 9.5 này thì là nước dùng để uống hàng ngày, uống thường xuyên và dùng để pha trà, pha cà phê được luôn. Cái này là dòng điều chỉnh giọng nói này, cái này là báo hết lõi lọc này. Con này như U30 hay là U26 là hết lõi lọc gì nhá. Cái này là báo vệ sinh máy thì là đây là báo vệ sinh tự động, kệ nó, không chị không cần quan tâm. Cái này vệ sinh tục mình cũng không dùng đến nơi, cái này điều chỉnh cái giọng nói thôi. Đó, con này thì nó sẽ có một cái mắt ở đây, tức là cái mắt này là cái mắt nó sẽ bắt hồng ngoại, bắt tia hồng ngoại để điều khiển từ xa như này. Nó sẽ có một cái này bấm từ xa này. Đó. Ở trong này nó có pin nhé. Nên anh chị lắp ra rời ra ngoài và anh chị sẽ, nếu anh chị, nhưng đa số Việt Nam mình thì ít dùng cái điều khiển này. Đa số mình sẽ dùng cái vòi như này. Đây là một số cái phụ kiện để lắp đặt cái vòi này, cái khóa chuyên dụng nó này. Trong này nó sẽ có nước thử này, độ pH này, cái chai nước độ thử pH này. Rồi thì cái này là cái đế hít để nó giữ cái máy cho nó vững chắc ở cái bền, ở cái bàn này. Nước thử bằng màu đầy đủ hết nhé. Còn đây là cái sách hướng dẫn catalog của cái đây TK8030 gì này. Con này máy mới 100%, con này nó có hiển thị, có màn hình đèn LED, có giọng nói này và nó hiển thị độ pH trên này luôn nhé. Nên là chị cũng khá là dễ sử dụng. Bên em còn dán một cái hướng dẫn bằng tiếng Việt ở cái khu vực này để cho anh chị, người già, trẻ em, mọi người đều có thể dùng được.
Đó, đi kèm theo là những cái phụ kiện như vừa em nói chị nhé. Đây, ví dụ như là cái đổi nguồn điện 100V, cái cục này 1kVA, anh chị dùng thoải mái luôn. Công suất của chiếc máy này nó chỉ khoảng tầm 2 đến 300W thôi. Tốc độ lọc thì anh chị lên để tốc độ lọc khoảng lít rưỡi đến 2 lít một phút nhé. Cái này là cái vòi chuyên dụng, con này là bây giờ là thay vào ngày xưa là cái vòi mấy cái vòi si thôi, bây giờ là vòi inox 304 nhá, vòi xịn. Em có bán lẻ cái vòi này, nếu chị nào cần cái vòi này chị có thể liên hệ với em. Đường này đường cấp vào máy này, đường này đường nước ra để sử dụng này. Đấy, vòi mới 100% nhá. Cái này xoay ở đây, cái này là để nó dùng rắc cắm nhanh này. Dây phim 10 chị nhá, mình sẽ xoay vào đây. Rồi tiếp theo đây là cái bộ lọc thô thì anh chị lưu giúp em. Lọc thô có 3 lõi. Đó, cái lọc thô thì cơ bản anh chị chỉ cần 3 lõi thôi. Nếu mà chị nào nhà chung cư mà nước mạnh thì mình có thể lắp thêm cái lõi UF nhé. Nhưng mà nó cũng lắp đời tốt thôi, nhưng cũng không quá cần thiết. Tại cơ bản để nó lọc sạch tạp chất độc tố và lọc sạch các vi khuẩn, diệt khuẩn các thứ, thì cái lõi lọc ở bên trong máy này nó xử lý là chủ yếu nhé. Ở bên ngoài anh chị lọc thô để cho nó đỡ được những cái bẩn lớn, để nó bảo vệ cái lõi tốt hơn thôi. Đây khoảng 2-3 mét là cái dây phim 10 để anh chị lắp đặt bộ thô. Nếu chị nào tỉnh anh chị có thể là mua về tự lắp được nhé. Bên em có video hướng dẫn rất là chi tiết về cái vấn đề lắp đặt này. Riêng cái này đây, bộ thô nó có đi kèm cái thùng này. Cũng có thể khi em đóng thì nếu mà thùng xốp không đủ diện tích, em sẽ xoay những cái lõi ra, em để riêng thì sắp xếp cho nó dễ. Đó, cơ bản tất cả mới 100% nhé. Con này nếu anh chị nào mua em sẽ bán anh chị giá là tổng tất cả mọi thứ đầy đủ hết này là 12.500.000 đồng nhá. Anh chị là chuyển khoản 100% em bao ship, còn nếu anh chị muốn đặt cọc ấy, thì anh chị đặt cọc 1 triệu, số tiền còn lại anh chị sẽ gửi qua dịch vụ Viettel khi anh chị nhận hàng được kiểm tra máy đầy đủ hết nhé. Cái máy này em sẽ bảo hành anh chị trong vòng 1 năm. Rồi, anh chị nào quan tâm có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0367 490000, 0907671913. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video nhé. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, nguyên bộ có hơn 10 triệu thôi anh ạ. Quá rẻ luôn. Đầy đủ hết anh chị lắp đặt. Máy mới 100%, dùng khá yên tâm chị nhé.